xót thương người, lạy Chúa xin xót thương người, lạy Chúa xin xót thương người, sinh thành ra con, xót thương người đã dưỡng dục con. Nay người nằm xuống vành khăn tang, con mang trong tim vành khăn tang như ghi sâu bao kỷ niệm thơ ấu. Con biết nói gì trong phút giây ta từ xót thương người, xin xót thương con. Xót thương người, lạy Chúa xin xót thương người, lạy Chúa xin xót thương người, sinh thành ra con, xót thương người đã dưỡng dục con. Thân phận bụi đất dù cho bao sân trên dương gian, rồi hôm nay đơn côi ra đi trở về bụi đất. Như ánh dương nồng bật đuốc trong đêm trường, nhắc cho người biết sống mong manh. Xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi
Chúng con xin đưa cho thánh thần xuống để làm chúng con làm việc tin cậy.
Với Đức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người, vì biết rằng Đức Kitô một khi từ cõi chết sống lại, Người không chết nữa, sự chết không còn làm chủ được Người nữa. Lạy Cha, chúng con biết rằng khi thân xác yếu hèn của chúng con là ngôi nhà tạm ở dưới đất này bị phá hủy, ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời không do tay người phàm làm ra. Lạy Cha, xin thánh hóa và chúc phúc cho chiếc quan tài này, cũng là chiếc áo, là nhà tạm cho thân xác yếu hèn hay hư nát của người ông chúng con đây, cư ngụ để chờ ngày phục sinh trong quyền năng của Cha. Xin Cha, xin cho nhà tạm này được Cha thánh hóa và chúc phúc trở nên nơi yên nghỉ bình an cho thân xác người ông của chúng con, là đền thờ ngôi ba Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa đón nhận linh hồn con cái ông là Vicente mà Chúa đã đoái thương gọi ra khỏi thế gian này về với Chúa. Xin cho linh hồn này thoát khỏi xiềng xích tội lỗi, về hưởng hạnh phúc nghỉ trong ánh sáng muôn đời và được sống lại trong vinh quang giữa hàng ngũ các thánh và những người Chúa chọn, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng cỡ Cha chỉ đến đi, Cha thể hiện khởi đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thổ hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ qua nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cam dỗ những điều chúng con cho khỏi sợ dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy
những con đường đoan chính sở dĩ vì uy danh người. Xin Chúa Kitô đón nhận linh hồn Vicente vào thiên đàng. Cây roi và cái gậy của người đó là điều an ủi lòng con. Xin Chúa Kitô đón nhận linh hồn Vicente vào thiên đàng. Dầu thơm chén rượu con đầy tràn chan chưa. Xin Chúa Kitô đón nhận linh hồn Vicente vào thiên đàng. Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo con hết mọi ngày trong đời sống, và trong nhà Chúa con sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài. Xin Chúa Kitô đón nhận linh hồn Vicente vào thiên đàng. Anh em đã chết với Đức Kitô và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm ẩn với Đức Kitô nơi Thiên Chúa. Khi Đức Kitô hưởng phúc vinh quang, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã gọi linh hồn Vicente ra khỏi thế gian này trở về với Chúa. Xin cho người ông của chúng con ngay từ giờ phút này được thoát vòng tội lỗi, được đón nhận vào nước Chúa, chung hưởng vinh phúc với các người Chúa chọn, chờ đợi ngày thân xác phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Cho các linh hồn thiên hạ đùa dối để thầy chúng con xin ra cầu lành tha tội cho linh hồn con món đã qua thần đùa xem thấy đời Chúa cha đời đời hoặc linh hồn đi xem thế đã đùa lên son đầy mọi khổ đạt đùa vui mừng mọi đàng thì xin cho cầu cho cha mẹ anh em họ hàng bạn hiếu con cháu còn ở trong sóng gió biển cả và thế gian này cho ngày sau được lên thiên đàng và linh hồn ấy đền tội chưa đủ Chúa rất công bằng vô cùng còn cầm nói lên khổ thì hãy cậy trông cha đón nhân lành vô cùng phạt con làm bậy cho ngày sau càng được sống đáng tốt lành hơn nữa mà hãy cậy trông hỏi thanh là mẹ các giáo hiểu hàng lo lắng tiêu các con mình cho được sống ra khỏi thù ra khổ cực mà lên thiên đàng. Ôi linh hồn trong biển ngục phải khổ cực lòng nào mà lại không thể cứu mình cho của ai, thì bây giờ mùa cũng đã hết mùa tôi phải đền bao nhiêu kẻ còn sống hay nó còn mát linh hồn ra mà xem. Hãy thương xót cứu các linh hồn mà nó cứu chính linh hồn mình an nhiên. Hãy đến không lâu con lo mong từ lâu mong mẹ đâu mẹ mẹ ơi xin thương con tình thương không hối tâm tư này thôn tư lệ rơi nhưng nghẹn nào nhớ chiều xưa chiều hoang sơ thân bơ vơ mẹ đứng lê nhà chồng còn nhiều chết vì tội con. Mẹ ơi thương cứu con.
đành ra đi. Xin chúc tôi may mắn anh em, xin để lại anh em đôi lời yêu thương nhau mãi mãi anh em. Tôi đã nhận được từ anh em nhiều hơn là tôi đã trao cho. Xin để lại anh em mối tình yêu thương nhau mãi mãi thay tôi. Xin vĩnh biệt mọi người, tôi ra đi lần cuối không bao giờ trở lại. Hẹn nhau trong nước trời, tôi đã choàng vào vòng hoa tươi. Kính thưa gia đình nước ngủ, kính thưa các khách quý, thưa toàn thể bà con, ông Lê Văn Hiền là người thân trong dòng tộc chúng tôi, là người cha của gia đình. Ở tuổi 85, ông bị bệnh hiểm nghèo, mặc dù đã được gia đình tận tình các y bác sĩ cứu chữa, nhưng vì tuổi cao bệnh nặng, ông đã không qua khỏi. Ông ra đi để lại nỗi tiếc thương vô hạn đối với gia đình, con cháu, vợ mất chồng, con mất cha, con cháu mất phụ. Đối với dòng họ mất đi một trụ cột, ông là người có uy tín, đức độ, có tinh thần trách nhiệm với anh em con cháu trong họ. Sự ra đi của ông là sự mất mát lớn đối với dòng họ chúng tôi. Và tưởng nhớ ông, tôi chỉ biết các tôi một nén hương cầu chúc cho linh hồn ông được thanh thản về nơi Chúa, về với tổ tiên. Những nhiệt ông, chúng tôi xin dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.
Cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa. Tình cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đóng hết lúa thóc trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Tình cha cho con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây. Tình cha cho con như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thai sân muôn trùng, lai láng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vô về. Mai đây dù đường đời sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dắt con đi vào đời. Cha cho con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây. Tình cha cho con như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thai sân muôn trùng, lai láng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cho con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây. Tình cha cho con như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thai sân muôn trùng. Một người quá cố, kính thưa bà quả phụ, kính thưa vị trưởng nam và quý tộc họ Lê, ông Vi Sân Tê, Lê Văn Niệm. Tình chỗ thông gia có con gái làm con cái chúng tôi. Hôm nay được tin Chúa gọi ông ra khỏi thế gian về quy ẩn tổ tiên và hưởng ánh sáng phục sinh của Chúa. Gia đình chúng tôi, con cháu, anh em trong nội tộc về tới gia tang có nén hương trầm thắp lên trước linh hồn ông và chia buồn cùng tang quyến cùng quý tộc họ Lê và xin vĩnh biệt ông lần cuối cùng. Cầu xin Chúa thương ban cho ông sớm được về hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Xin cúi đầu chia ly. Thank you.
thứ tư có phủ công và đúng không? Chúng tôi cháu ngoại của ông được tin ông 20 tháng 10 về với tổ quốc ở Vĩnh Hằng. Trước giờ phút vui biệt, chú cháu cách xa nhau vẫn thương khác biệt. Chúng con không biết nói gì nữa, nghẹn ngào trong lòng kể tin mất chú. Chúng con không bao giờ nhìn thấy chú nữa. Xin chú cho chúng con một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Tin còn ngày mai, dù sống không
chính quyền và các ban ngành đoàn thể địa phương. Kính thưa các cụ, công các bà, thưa gia đình và nội tộc. Tin buồn đột ngột đến với hội nhà giáo hưu trí xa nhà, thầy Lê Đức Niệm đã ra đi. Chúng tôi những người đồng nghiệp và cũng nhiều thầy là học trò của thầy Lê Đức Niệm vô cùng đau xót. Thầy Niệm mất đi là một mất đi một cây đại thụ của ngành giáo dục xã nhà nói chung và của hội nhà giáo hưu trí chúng tôi nói riêng. Cuộc đời thầy là cả một cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp giáo dục đến hơi thở cuối cùng. Những năm thầy được nghỉ trên giảng đường, thầy tận tụy cống hiến cho ngành khuyến học. Hôm nay thầy ra đi là một mất mát của sự nghiệp giáo dục của xã nhà. Chúng tôi xin bày tỏ lời chia buồn thống thiết đến bà bà phụ, đến các anh các chị, con thầy, cháu thầy và gia đình và nội tộc. Cho phép chúng tôi được mang nén nhang vào vĩnh biệt thầy trong linh cữu. Thương cha vất vả vì con tháng ngày.
Thank you.
thần xuống này làm chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời và luôn luôn tin cậy Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống giữa loài hoa xưa trong ngày chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời cho là cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng người tổ các thánh tông đồ thì lại chúng con cầu xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống nghe nuôi dạy dỗ chúng con là những kẻ lành vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Nay Chúa Trời là Cha mẹ ta vô cùng dâng lên trời đó tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cũng là Chúa chúng con với phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thay sinh với bà Maria đồng trinh chịu nan đời quan phong siêu vi tô chịu đóng gánh trên cây thánh đa trên mà tám xa xuống hồ tô tông ngày thứ ba mới trong kẻ trên mà sống lại lên trời ngỡ bên hiệu đời Chúa Cha phép ta vô cùng ngày sau với trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này cả thánh đồng công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xa loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Thưa quý vị, quý khách xa gần cùng toàn thể nhân dân
thưa gia đình hiếu thủ. Hôm nay cụ Lê Đức Niệm 250 về quy ẩn tổ tiên. Theo quy luật của tạo hóa, tôi thay mặt cho ban tổ chức địa phương cùng toàn thể chi bộ và nhân dân thôn Mới Kênh làm lễ truy điệu cho cụ Lê Đức Niệm. Kính thưa cộng đồng, cụ Lê Đức Niệm sinh năm 1932 tận tình dạy dỗ, song vì tuổi cao sức yếu cụ không qua khỏi và đã từ trần vào hồi 12:20 ngày 1 tháng 4 2016, hưởng thọ 85 tuổi. Để tưởng nhớ tới công lao và thời gian hoạt động cách mạng của cụ, thay mặt ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Cường, bí thư chi bộ thôn Mới Kênh lên tóm tắt tiểu sử và tổ chức lễ tang lễ truy điệu cho cụ Lê Đức Niệm. Vậy trân trọng kính mời ông. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, quy hiệu 55 của Đảng. Kính thưa gương hồn đồng chí Lê Đức Niệm, kính thưa gia đình hiếu thủ, kính thưa các đồng chí đại diện cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã, kính thưa các đồng chí đảng viên trong chi bộ, các đồng chí cựu giáo viên, kính thưa các đồng chí đại diện cho các ban ngành đoàn thể trong thôn, thưa các cụ các tuổi, kính thưa quý vị, các vị quý khách gần xa cùng toàn thể nhân dân trong thôn. Đồng chí Lê Đức Niệm sinh ngày 18 tháng 10 năm 1932 tại thôn Mới Kênh, xã An Lão, Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Đồng chí Lê Đức Niệm ngay từ nhỏ đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng, vừa học vừa tham gia lao động sản xuất và công tác bình dân học trường Hưng Sư xã, rồi học trường tư thục Nhà Trung 2 năm và học trường tư thục Y Yên hết độ tam trung học. Đồng chí Lê Đức Niệm là một thanh niên có ý thức học trường cao. Sau khi tốt nghiệp tam trung học, đồng chí đã xung phong làm giáo viên bình dân học vụ. Mặc dù biết địch còn đóng ngay trong xã, nhưng đồng chí vẫn bám sát cơ sở, duy trì lớp học tốt, kết quả giảng dạy cao. Rồi từ đó, tháng 3 năm 1952 đến tháng 3 năm 1953, đồng chí là giáo viên bình dân học. Từ tháng 3 năm 1953 đến tháng 5 năm 1956, đồng chí là giáo viên phổ thông dân lập trường công đoàn. Tháng 8 năm 1956 được chính thức hóa. Từ tháng 9 năm 1956 đến tháng 5 năm 1957, đồng chí là hiệu trưởng trường cấp 1 Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Từ tháng 6 năm 1957 đến tháng 10 năm 1959, đồng chí được chuyển làm hiệu trưởng trường cấp 1 xã Hòa Bình, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Từ tháng 10 năm 1959 đến tháng 8 năm 1961, đồng chí được cử làm cán bộ phòng giáo dục huyện Bình Lục. Từ tháng 9 năm 1961 đến tháng 2 năm 1963, đồng chí được cử đi học tại trường sư phạm cấp 2 tỉnh Hà Nam. Trong quá trình học tập tại trường sư phạm tỉnh Hà Nam, đồng chí được cử làm tổ trưởng đảng, phó bí thư ban chấp hành trường phụ trách tổ chức. Đến năm thứ 2, đồng chí là bí thư chi bộ tự nhiên thuộc đảng bộ trường sư phạm tỉnh Hà Nam. Sau khi tốt nghiệp trường sư phạm tỉnh Hà Nam, từ tháng 9 đến năm 1 tháng 9 năm 1963 đến tháng 9 năm 1964, đồng chí là hiệu trưởng trường phổ thông nông nghiệp cấp 2 xã Bình Lý, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Từ tháng 9 năm 1964 đến tháng 9 năm 1965, đồng chí là hiệu trưởng trường cấp 2 xã Tiêu Đồng, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. 1969, đồng chí được cử làm cán bộ phòng giáo dục huyện Bình Lục, tổ trưởng đảng và làm ban chấp hành huyện đoàn thanh niên lao động huyện Bình Lục. Từ tháng 10 năm 1969 đến tháng 10 năm 1973, đồng chí học Đại học Sư phạm Khoa Hóa, trường Đại học Sư phạm 2 Hà Nội. Quá trình học đại học ở trường Đại học Sư phạm 2 Hà Nội, đồng chí được cử làm bí thư chi bộ ghép hai lớp. Năm thứ 2, năm thứ 3, năm thứ 4, bí thư chi bộ ghép 5 lớp, liên chi ủy viên khóa sợ. Khóa, sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm 2 xong, từ tháng 10 năm 1973 đến tháng 11 năm 1976, đồng chí tiếp tục cử làm hiệu trưởng trường cấp 2 xã Vũ Bản, Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Từ tháng 12 năm 76 đến tháng 11 năm 1983, đồng chí được cử làm ban khoa giáo phòng giáo dục huyện Bình Lục. Đến tháng 12 năm 1983, đồng chí được nghỉ hưu.
về công tác tại địa phương cho đến nay, đồng chí tiếp tục tham gia các khóa bí thư chi bộ, kiêm phó chủ tịch, phó chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp Hòa Bình cùng nhiều cương vị công tác khác. Khi tuổi cao, đồng chí tiếp tục ở ban chấp hành hội người cao tuổi thôn và trưởng hội khuyến học thôn, hội cựu giáo chính xã. Đồng chí Lê Đức Nghiệp tâm huyết với chi bộ, có tinh thần trách nhiệm cao thưa cộng đồng. Đồng chí Lê Đức Nghiệp qua quá trình hoạt động cách mạng tham gia công tác đến nay, đồng chí đã tròn 58 tuổi đảng. Đồng chí đã được đảng nhà nước tặng huy hiệu 50-55 tuổi đảng và nhiều bằng khen, giấy khen khác. Đồng chí Lê Đức Nghiệp, người thầy giáo ưu tú của người cộng sản kiên trung, cả cuộc đời là sự nghiệp cách mạng. Đồng chí đã truyền dạy cho bao thế hệ học sinh trưởng thành. Cho đến nay, đồng chí vẫn là tấm gương sáng của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước đạo đức, lối sống và bản lĩnh chính trị của đồng chí, xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt người đồng chí đã ra đi lúc tuổi cao bệnh nặng. Thưa cộng đồng, đồng chí Lê Đức Nghiệp mất đi là một tổn thất lớn lao đối với gia đình và xã hội. Trước khi vĩnh biệt người đồng chí, tôi đề nghị các đồng chí đảng cùng toàn thể cộng đồng chúng ta dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Theo chương trình, ban tổ chức xin trọng giới thiệu hội kèn đồng và vòng tang thắp nhang kính viếng thơ nguồn của xin được trọng thay mặt. Lê Đức Niệm, kính thưa ban tổ chức lễ tang,
Kính thưa các cụ cao tuổi, các hội đoàn, quý khách xa gần cùng thân bằng quyến thuộc, cụ 250 quy thiên tổ để lại một nỗi tiếc thương vô hạn đối với tang gia. Trong lặng lẽ cha giã từ cõi thế, con bàng hoàng đau xót lắm cha ơi. Giữa mưa xuân trời đất cũng ngậm ngùi, như nuôi tiếc một vì sao vừa tắt. Rơi nước mắt lòng chúng con quằn thắt tang quyên, kính Thiên Chúa lòng chúng con xin nguyện. Linh hồn Vicente sớm diện kiến thánh nhan, trước giờ ly biệt lệ tràn. Quê hương quyến thuộc nặng mang trong lòng, giữ truyền thống nét gia phong. Tấm lòng nhà giáo sáng trong với đời, bao thế hệ lớn lên từ trang vở biết làm người và biết hy sinh. Lời thầy giảng bao năm vẫn nhớ, như cây đời đón tia nắng bình minh. Trước linh ảnh cụ bà, các con trai gái dễ thảo dâu hiền, cháu chắc nổi ngoài cùng quyến thuộc tương liên, một nỗi đanh đau cao xanh thấu tận. Cha ơi giây phút thiêng liêng, cha hiền xin kính bình yên cha lành, gái ngoan con lạy cao xanh. Linh hồn cha được an bình thảnh thơi, dâu hiền sẽ thảo nhớ lời, tự thân phụ mẫu con thời kính yêu. Cha ơi thương nhớ bao nhiêu, đêm trường giá lạnh những điều cha dặn. Lời kèn kể những tháng năm, ôm con cha dặn sống trong với đời. Trước giờ ly biệt cha ơi, xin dâng nhạc phẩm tuyệt vời tình cha. Con cháu nỗi buồn mang, từ đây thân phụ ngày đêm vắng, thương nhớ trong con suối lệ tràn. Trước cuộc chia ly vĩnh biệt thế gian, sự thương cảm nhớ nhung luôn xen lẫn, để lại tình thương bên hài hòa, một gương sáng cuộc đời bình dị, chẳng hơn thua luôn thấm đẫm tình
người. Cụ ơi, thanh thản một đời, cõi tiên nhẹ bước về nơi thiên đàng. Lời kèn xin được ca vang, dâng lên nhạc phẩm thiên đàng nữ vương. Thưa bà con trong họ ngoài làng, ngày anh tôi ra đi, đất trời như ngừng lại, cơn mưa phùn lại dài, làm tăng cảnh bi thương. Anh tôi mất đi để lại một khoảng trống không dễ gì bù đắp được. Chị tôi mất đi một người chồng mẫu mực,
các cháu, tôi mất đi một người cha, một người ông đáng kính. Các chắc ông mất đi một người cụ nhân từ. Cảm ơn tất cả các ban ngành của xã, của thôn đã đến viếng và tiễn đưa anh tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Cảm ơn tất cả bà con trong họ ngoài làng đến viếng và tiễn đưa anh tôi về cõi vĩnh hằng. Riêng bản thân tôi là một người em, suốt đời tôi học tập gương của anh, một người anh trai mẫu mực, và xin được khóc anh bằng mấy vần thơ. Tuổi vẫn là anh tôi, trải bao giông tố cuộc đời, anh tôi vẫn chọn một đời thanh cao, dạy cho con cháu mai sau điều ăn lẽ ở dài lâu vững bền. Sinh thời là một giáo viên, anh tôi mãn nguyện nghề chuyên trồng người. Hôm nay anh đã đi rồi, khóc anh tôi tặng mấy lời cùng anh. Một lần nữa thay mặt gia đình xin cảm ơn sự có mặt của các vị đại biểu, của tất cả cơ quan ban ngành, của bà con lối xóm, của anh em trong họ ngoài làng đã đến phúng viếng và tiễn đưa anh tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Một lần nữa thay mặt gia đình xin đa tạ. Ra nhà thờ làm lễ an táng, tôi xin đề nghị các hội trường đi trình tự như sau. Đi thứ đầu là hội chống ngũ lôi quái kinh, đi thứ hai là thánh giá, đi thứ ba là hội kiện tổng. Thank you.
giáo sư xin ra chia buồn tới gia đình thành viên, bạn em, con cháu, thân phận viên thuộc trong gia đình sự ra đi của Vicente Diệp. Và đó là nỗi buồn đối với gia đình vị kia của chúng ta. Hôm nay trong điều hân hoan mừng đại lễ Chúa Phục Sinh, Chúa Phục Sinh như là về con trời, mở cửa nước trời cho chúng ta là những điều vui đẹp của Chúa theo sau. Đó là điều hy vọng của người Kitô hữu của chúng ta trong tình hiệp thông và một điều phát thanh của thông công. Chúng ta cùng ý cầu nguyện cho Vicente và cùng làm ý thức tiến biển ông Vicente trên đời an nghỉ cuối cùng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha và sáng lót Cha chỉ đến đi cho thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con trả cho cám dỗ những kiểu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phụ đức Chúa Trời đó cùng bà và có công ra ơn mọi người đứa bà Giê-xu con lòng và cùng cố là Thánh Maria đức mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Chúa thương gọi tôi về Chúa được sống lại trong hàng ngũ các thánh và cho linh hồn thôi tớ Chúa được sung họp với các thánh và những người đã tin Chúa. Nguyện xin Chúa mở đường nhân từ trong khi xét xử để thôi tớ Chúa là ông Vicente được cứu độ và được giải thoát khỏi hình phạt tội lỗi được trao hòa với Chúa Cha. Nhờ đấng Cha chiên lành ôm vào lòng đưa về đoàn tụ cùng vua muôn đời để đã được hưởng nguồn vui bất diệt là một với cộng đoàn cá thánh. Lời cá thánh của Chúa, xin hãy đến cứu dung. Lời cá thiên thần Chúa, xin hãy đến cứu linh hồn này. Chúa thì có lẽ
Cha hỡi cha ơi, cha là đường chỉ lối cho con. Trong cuộc đời nhiều lúc phong ba, bóng đêm sợ hãi. Cha hỡi cha ơi, trong cuộc đời nhiều lúc vắng cha, con ngậm ngùi và thấy bâng khuâng, nhớ thương ngập cõi lòng. Cha tôi đã mất, nhưng tình người còn mãi trong tôi. Bao nhiêu thương nhớ, nhưng giờ này lòng vẫn an vui. Biết tình người rộng rã khôn nguôi, những lời người còn mới trên môi dẫn soi đời tôi. Cha tôi đã mất, nhưng tình người tràn khắp núi sông. Ai đông ai đến, hết từng ngày người sống cho tôi. Tiếng gọi mời đền đáp ơn cha, có cuộc tình thật rất bao la hài hòa. Những lúc cô đơn, con càng buồn vì vắng xa cha. Con tìm người ở chốn phương xa, có ai bằng cha? Đôi mắt rưng rưng, hai hàng lệ thương nhớ u sầu. Con nguyện cầu ngày sống bên cha trong cõi vinh hằng. Cha tôi đã mất, nhưng tình người còn mãi trong tôi. Bao nhiêu thương nhớ, nhưng giờ này lòng vẫn an vui. Biết tình người rục rã khôn nguôi, những lời người còn mới trên môi dẫn soi đời tôi. Cha tôi đã mất, nhưng tình người tràn khắp núi sông. Ai đông ai đến, hãy từng ngày người sống cho tôi. Tiếng gọi mời đền đáp ơn cha, có cuộc tình thật rất bao la hài hòa. Vẫn bên con suốt cuộc đời, bằng lời nhủ khuyên dạy bảo, bằng tảo tần để nuôi con, cho con thành thân thành nhân. Con vững tin rằng dù khi cha đã khuất, cha vẫn luôn bên con. Cha hỡi cha ơi, cha là đường chỉ lối cho con. Trong cuộc đời nhiều lúc phong ba, sợ hãi. Cha hỡi cha ơi, trong cuộc đời nhiều lúc vắng cha, con ngậm ngùi và thấy bâng khuâng, nhớ thương ngập cõi lòng. Cha tôi đã mất, nhưng tình người còn mãi trong tôi. Bao nhiêu thương nhớ, giờ này lòng vẫn an vui. Biết tình người rục rã khôn nguôi, những lời người còn mới trên môi dẫn soi đời tôi. Cha tôi đã mất, nhưng tình người tràn khắp núi sông. Ai đông ai đến, hết từng ngày người sống cho tôi. Gọi mời đền đáp ơn cha, có cuộc tình thật rất bao la hài hòa. Những lúc cô đơn, con càng buồn vì vắng xa cha. Con tìm người ở chốn phương xa, có ai bằng cha? Đôi mắt rưng rưng, hai hàng lệ thương nhớ u sầu. Con nguyện cầu ngày sống bên cha,
trong cõi vĩnh hằng. Cha tôi đã mất nhưng tình người còn mãi trong tôi. Bao nhiêu thương nhớ nhưng giờ này lòng vẫn an vui. Biết tình người rộng rã khôn nguôi, những lời người còn mới trên môi dẫn soi đời tôi. Cha tôi đã mất nhưng tình người tràn khắp núi sông. Ai đông ai đến hết từng ngày người sống cho tôi. Tiếng gọi mời đền đáp ơn cha, có cuộc tình thật rất bao la, bao la hải hà. Vicente ra khỏi cuộc sống này mà về với Chúa. Chúng ta xin gửi lại thân xác tôi tới Chúa cho lòng đất, để tôi tới Chúa trở về với nơi mình xuất phát ra. Chúa Kitô là đấng đầu tiên đã từ cõi chết sống lại. Người sẽ biến đổi thân xác hư hèn của chúng ta nên giống thân thể sáng láng của người. Vậy chúng ta xin trao tôi tới Chúa là linh hồn Vicente cho Chúa, để Chúa đón nhận và đưa vào chốn bình an của người, và cho thân xác tôi tới Chúa được sống lại trong ngày sau hết. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán rằng:
Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống. Và bất cứ ai sống mà tin ta sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tôi tới Chúa là linh hồn Vicente vừa mới qua đời. Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương Lazaro chết, xin hãy lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin đoái thương ban cho linh hồn Vicente được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã hứa thiên đàng cho kẻ trộm có lòng hối cải, xin đoái thương đưa linh hồn Vicente vào nước trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã cho linh hồn Vicente được ghi ấn tín trong nước thánh tẩy. Xin đoái thương cho linh hồn Vicente được vào số các thánh và những người Chúa chọn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã dưỡng nuôi tôi tới Chúa là linh hồn Vicente trong tiệc mình máu thánh Chúa. Xin đoái thương nhận linh hồn Vicente vào bàn tiệc trong nước Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa đoái thương cho chúng con đang thương tiếc nhớ linh hồn Vicente này được an ủi trong đức tin và phấn khởi trong niềm hy vọng được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha và sang nước Cha chỉ đến ý Cha, thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Chúa cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chúa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy Chúa, xin Chúa đến lòng nhân từ thương đến tôi tới Chúa là linh hồn Vicente vừa mới qua đời, mà tha hạt các hình phạt của tôi tới Chúa khi còn sống. Tôi tới Chúa đã có lòng ước nguyện vâng theo thánh ý Chúa. Bây ở dưới đất, đức tin chân thật đã liên kết tôi tới Chúa với cộng đoàn tin hữu. Thì trên trời, xin Chúa nhân lành cũng cho tôi tới Chúa được sum họp với hàng ngũ các thiên thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho linh hồn này được ý nhân muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn này. Xin cho linh hồn này lên Chúa tôn nhan nâng ngôi cao. Thank you.
Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật, Chúa thực nghĩa sáng giàu, có gì mà dâng Chúa đâu, có gì mà dâng Chúa đâu, có gì mà dâng Chúa đâu. Vì trước mặt Chúa thái sơn cùng mòn hèn, dòng sông cả mấy sâu còn là mấy đâu, giữa đời tay không nhỏ bé, biết tìm chỉ dâng tiếng ngài, con xin dâng lên lễ vốn, xin dâng lên con người nhỏ bé, xin dâng lên chính là chiên Thiên Chúa, gánh tội tình, gánh tội tình, hàng năm máu ngài đã đông làm lễ hy sinh. Đời sống bao tháng ngày còn lại, e ngại những cơn mưa đời sẽ làm lòng con úa phai, sẽ làm lòng con úa phai, sẽ làm lòng con úa phai. Lời Chúa là ánh sáng soi trên đường dài, là gió thổi dẫn đưa con thuyền đến nơi. Trót đời con đây nhỏ bé, trót đời xin dâng tiến ngài, con xin dâng lên lễ, con xin dâng lên con người nhỏ bé, con có chi đâu ôi con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu, con xin dâng lên hy lễ, con xin dâng lên chính là chiên Thiên Chúa, gánh tội tình, gánh tội tình, tháng năm mong ngài đã thương làm lễ hy sinh. Sáng vi như cung trời đây, lòng con nhỏ có chi hơn một thoáng mây, cảm tạ tình thương tuyệt đối, biết tìm chỉ dâng tiến ngài, con xin dâng lên lễ, con xin dâng lên con người nhỏ bé, con có chi đâu, có chi đâu, ôi con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu, con xin dâng lên hy lễ, con xin dâng lên chính là chiên Thiên Chúa, gánh tội tình, gánh tội tình, tháng năm máu ngài đã đổ làm lễ hy sinh, con xin dâng lên lễ, con xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu ôi con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu,
xin dâng lên chính là chiên Thiên Chúa. Gánh tội tình, gánh tội tình, gánh hoàn tháng năm màu.